Yeah. Yeah. Minh Tuấn. Đường chuyền nhanh lên phía trên là cơ hội dành cho Vũ Thế Vương. Vũ Thế Vương. Vẫn đang là cầu thủ Nam Định, Vũ Thế Vương. Rồi! Hai không cho các cầu thủ Nam Định. Bàn thắng thứ hai của Vũ Thế Vương tại V-League năm nay. Pha xử lý kỹ thuật và cực kỳ tự tin. Cực kỳ tự tin. Quát bóng loại bỏ Đình Trọng và sau đó là cú đá rất kỹ thuật vào phía góc xa đánh bại thủ môn Văn Công. Diego thêm một người nữa. Diego 3-0, 3-0 rồi, 3-0 cho cầu thủ Nam Định, hai bàn thắng trong vòng 3 phút. 3-0, không thể tin được kết quả này của cầu thủ Nam Định. 3-0, họ đang dẫn trước đội đầu bảng. Tỷ số đang là 3-0 về phía cầu thủ Nam Định. Sút bóng rất nguy hiểm, 1-3 cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng đầu tiên dành cho đội chủ nhà. Văn Quyết. Tỷ số được xuống còn 2-3 cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Đó là pha lập công thứ 5 của Văn Quyết ở mùa giải này. Đây là phút thứ 88. Rất nguy hiểm, 3-0. Tỷ số được xếp bằng 3-0 với pha lập công của Đoàn Văn Hậu. Đúng là không thể tin được với những diễn biến trên sân hàng đáy ngày hôm nay. 3-0. Một lần nữa, câu lạc bộ Hà Nội có bàn thắng vào lưới của Nam Định từ một tình huống đá phạt góc. Người ghi bàn là Đoàn Văn Hậu. Rất vất vả, tận dụng cơ hội tối đa. Nam Định vươn lên dẫn trước 3-0. Nhưng chỉ trong 10 phút thôi, câu lạc bộ Hà Nội đã có 3 bàn thắng liên tiếp để săn bằng tỷ số 3-0. Cầu thủ số 2 Đình Viết Tú, số 5 Vũ Hữu Quý, số 6 Diogo, số 11 Romario, số 17 Phạm Văn Quý, số 19 Nguyễn Hữu Định, số 23 Trần Mạnh Cường, số 28 Hoàng Minh Tuấn, số 66 Đinh Văn Trường. Quả tạt được thực hiện bởi Đoàn Văn Hậu. Đó là pha dứt điểm hụt. Pha dứt điểm hụt của Hoàng Quốc Sơn nhưng vẫn đang là cơ hội. Cầu vào! Bắt cầu vào! Hai cú sút liên tiếp nhưng không thể đánh bại được thủ môn Nguyễn Quốc Thiện SCB. Một màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Thiện SCB. Ta vừa được xem lại hai tình huống dứt điểm liên tiếp của các cầu thủ chủ nhà. Và Văn Thạch và Hoàng Vũ Sam Sơn đã không thể đánh bại được thủ môn đội khách. Trong đó thì thực sự đáng tiếc cho Vũ Sam Sơn với pha dứt điểm cận thành. Đội chủ nhà như thường lệ để Cát Huỳnh chơi tấn công ngay từ đầu. Và vừa rồi họ đã có một cơ hội rõ rệt để có thể hướng tới bàn thắng mở tỷ số. Đây là huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ, thuyền trưởng của câu lạc bộ bóng đá Nam Định. Diego đã có 3 bàn thắng kể từ khi anh chuyển sang khoác áo câu lạc bộ Nam Định. Hải Phòng hòa 1 đều với BKMX Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh có thắng lợi 4-2 trước SHB Đà Nẵng. Sông Lam Nghệ An ngày hôm nay đã giành thắng lợi trước Quảng Nam với tỷ số 2-1. Quảng Hải. Quảng Hải. Quảng Hải vừa ngã trong phút 10. Trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Những diễn biến trên sân đấy vào lúc này là tương đối sôi động và hấp dẫn. Romario. Không có người hỗ trợ cho Romario. Diego! Chân trái! Không vào! Có 4 cầu thủ của câu lạc bộ đá Hà Nội áp sát với Romario. Nhưng tiền đạo này vẫn có một đường truyền tốt cho Diego phía trong. Đó là lần thứ 2 định Romario có những đường truyền như vậy dành cho Diego. Đây là tình huống mà sau khi Quang Hải không tận dụng được cơ hội thì ngay tức Nam Định đã có một tình huống phản công nhanh. Một quả đá phạt trực tiếp dành cho đội khách. Pha phạm lỗi của Duy Mạnh đối với Diogo. Ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Mỗi khi mà Nam Định có được cơ hội từ những quả đá phạt như thế này. Đứng trước bóng là Lê Sĩ Minh và Đinh Viết Tú. Sĩ Minh rất nguy hiểm. Đó là khả năng xúc phạt tốt của Lê Sĩ Minh. Chưa có bàn thắng dành cho Nam Định.
chúng ta sẽ cùng một lần nữa xem lại quả đá phạt của Lê Sĩ Minh. Không được. Hiếu Định. Mọi thứ đang dần trở nên cân bằng hơn trong những phút thiếu vừa qua. Lại là một tình huống va chạm của cầu thủ chủ nhà đối với Diogo. Mí mắt của Diogo đang gặp phải chấn thương và trọng tài Ngô Quốc Hưng yêu cầu anh sẽ phải ra khỏi sân để cho các bác sĩ có thể chăm sóc. Sức nóng từ những pha va chạm trên sân và sức nóng từ sự cổ vũ nồng nhiệt của các khán giả trên khán đài. Văn Kiên. Người vừa cắt bóng là Hữu Quý. Rất khéo. Đó là pha xử lý kỹ thuật của Lê Sĩ Minh. Hoàng Minh Tuấn. Quả đá phạt dành cho đội khách. Thành công của Hoàng Minh Tuấn khi anh có thể đem về cho đội nhà một tình huống đá phạt. Bóng được triển khai khá nhanh từ các cầu thủ Nam Định sau khi họ giành lại quyền kiểm soát bên phía phần sân nhà. Nhưng ở những tình huống lên bóng ở hai biên thì cả Romario và vừa rồi là Hoàng Minh Tuấn không có sự hỗ trợ từ các đồng đội của mình một cách cần thiết và họ buộc phải sử dụng những nỗ lực cá nhân. Như vậy là Diogo đã quay trở lại sân thi đấu. Quả tạt của Đinh Viết Tú khá nguy hiểm. Không vào. Quá đáng tiếc dành cho đội khách và đó là pha dứt điểm của Diogo. Rất rất đáng tiếc. Hãy cùng xem lại quả tạt rất tốt được thực hiện bởi Đinh Viết Tú. Với những gì mà đội đã thể hiện cho tới thời điểm này thì nó không bỏ công các cổ động viên của Nam Định cũng như câu lạc bộ bóng đá Hà Nội đã tới sân để theo dõi trận đấu này. Ở nhóm cuối bảng thì câu lạc bộ Nam Định sẽ có một lịch thi đấu căng với những đối thủ khó khăn ở những vòng đấu tới đây. Nó là một bất lợi khá lớn với họ khi cạnh tranh với Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh và số Kitty Cần Thơ. Bóng đã đi thẳng tới vị trí của Nguyễn Quốc Thiện Esele từ quả tạt của Đào Văn Hậu. Và một cầu thủ Nam Định nữa đang gặp phải chấn thương. Đội tuyển quốc gia Việt Nam đang cực kỳ lo lắng. Văn Quyết. Hoàng Vũ Samson. Quá đơn giản. Và xử lý hơi ẩu của Vũ Samson. Trước đó thì Văn Quyết, Quang Hải đã có một pha phối hợp nhỏ tốt. Văn Kiên. Trực bào của Đỗ Hùng Dũng. Và đây là cơ hội được tạo ra dành cho đội chủ nhà. Sẽ có phạt góc. Bóng lập bập trong khu vực 16m50 và đến tới vị trí của Quang Hải. Pha phá bóng của Phạm Văn Quý chạm vào người đồng đội Hữu Quý và đến đúng với vị trí của Quang Hải. Mà đội trưởng Quang Hang Sơ đã có đánh giá rất cao đối với màn trình diễn của Văn Quyết. Vì sự khởi sắc cho hàng công của đội bóng này nó hoàn toàn khác so với màn trình diễn của Benjamin Vangri Sakien, những người được đăng ký trong giai đoạn đi của mùa giải năm nay. Trong đó thì Vangri Sakien là người mới nhất đã rời khỏi Nam Định. Cú sút của Đoàn Văn Hậu. Cao lên, cao lên. Hàng phòng ngự của Nam Định đang chơi hết sức tập trung. Moses. Văn Quyết. Hoàng Vũ Samson. Không có bàn thắng dành cho đội chủ nhà. Đáng tiếc cho Hoàng Vũ Samson. Chúng ta sẽ cùng xem lại nỗ lực đưa bóng vào phía trong của Văn Quyết. Và hàng phòng ngự của Nam Định đã rất chủ quan.
Hữu Định không theo bóng. Suýt chút nữa đã khiến cho Nam Định phải đón nhận bàn thua. Và nó diễn ra trong điều kiện thời tiết không mấy thuận lợi dành cho cả hai câu lạc bộ. Trời mưa nặng hạt trong suốt những phút thi đấu đã trôi qua. Văn Kiên, Đoàn Văn Hậu. Đoàn Văn Hậu đã ở vào thế việt vị. Hai ngày thi đấu liên tiếp có những trận đấu diễn ra tại đây. Hải Phòng hòa 1-1 với BKMX Bình Dương. Thành phố Hồ Chí Minh có thắng lợi 4-2 trước các cầu thủ SCB Đà Nẵng. Đang được xem lại tình huống mà trợ lý trọng tài đã có cờ báo hiệu việt vị với Đoàn Văn Hậu. Nhưng với những phân tích từ công nghệ của chúng tôi thì đó là một pha bóng mà trợ lý trọng tài đã xử lý thiếu chính xác. Trọng tài Ngô Quốc Hưng cho rằng không có lỗi qua cầu thủ Nam Định đối với Đoàn Văn Hậu và trận đấu vẫn đang được tiếp tục. Diogo Romario cần phải nhanh hơn. Romario có thể dứt điểm. Đá quá nhẹ của Romario. Hai nhịp khống chế tìm ra khoảng trống nhưng không khi tung ra cú sút đó là một cú đá có lực đi quá nhẹ của Romario. Trọng tài chính Ngô Quốc Hưng đã nổi còi kết thúc hiệp một cuối đầu giữa câu lạc bộ Hà Nội gặp câu lạc bộ Nam Định, trận đấu muộn nhất trong khuôn khổ vòng đấu thứ 19 của giải bóng đá vô địch quốc gia. Tỷ số của hiệp một là 0-0. Điện có thể nhận ra điều này khi câu lạc bộ đá trên sân nhà đã để cho đội khách có quá nhiều cơ hội. Hiệp hai của trận đấu đã được bắt đầu. Trong hiệp hai của trận đấu này thì các cầu thủ Hà Nội đội chủ nhà sẽ chơi trung thành phía bên trái màn hình của quý vị và các bạn. Cường. Trong hiệp 1 các cầu thủ Hà Nội đã có một sự thay đổi người. Bây giờ thì khu vực khán đài của sân vận động Hàng Đẫy đã có pháo sáng ở cửa số 14, khu vực của các cổ động viên Nam Định. Ba quả pháo sáng đã được dập sáng ở những phút vừa qua, trong đó có một quả pháo sáng đã được ném xuống khu vực đồng bít. Huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ đã tuyên bố trước khi trận này diễn ra rằng các cầu thủ Nam Định không hề e ngại trước cú đầu này. Văn Quyết. Hai ngày liên tiếp, hai trận đấu trên mặt sân Hàng Đẫy đều diễn ra dưới những cơn mưa nặng hạt. Của Thanh Lương không có gì là nguy hiểm. Ngày hôm nay thì Nam Định có sự trở lại của Nguyễn Quốc Thiện ECL đã giúp cho khung thành của các cầu thủ Nam Định hàng phòng ngự trở nên vững chãi hơn. Chỉ tiền vệ đánh chặn thì không ai có thể cạnh tranh với Moses cho những cầu thủ tiền vệ xuất sắc nhất cho vị trí này ở V-League. Đây là một dạng rất tốt của Moses. Diogo, cú sút của Diogo. Nhiều những tình huống va chạm với Duy Mạnh trong hiệp một dẫn tới chấn thương ở mí mắt của Diogo, vẫn đang quyết tâm thi đấu để góp cho Nam Định vào thời điểm này. Diogo đã có 3 bàn thắng cho Nam Định để chuyển sáng qua áo đội bóng này. Trước quả đá phạt đang là đội trưởng Văn Quyết. Lương Văn Quyết cho tới điểm này thể hiện cách tuyệt đối đơn giản. Tình trọng là cầu thủ đã trở lại trong đội xuất phát của câu lạc bộ Hà Nội ở trong trận đấu này. Anh mới chỉ có 9 trận đấu cho câu lạc bộ Hà Nội ở mùa giải năm nay và đấu hơn một tháng qua của chấn thương. Một trong những chấn thương của Diogo.
Nam Định. Một pha phối hợp không tốt của hậu vệ câu lạc bộ Hà Nội và thủ môn Văn Công. 1-0 cho đội bóng cuối bảng. Hết sức bất ngờ. Và pháo sáng tiếp tục được bật lên ở khu vực các cổ động viên Nam Định. 1-0, bàn thắng thứ tư của Diogo cho Nam Định ở mùa giải này. Và một cờ của cổ động viên của Nam Định đã lọt xuống sân. Chưa có bất kỳ một nhân viên an ninh nào. Đây là những gì mà các cổ động viên Nam Định đã chuẩn bị cho cuộc đối đầu này. Họ bị phạt bởi án phạt để xảy ra sự cố cuộc đối đầu với Sông Lam Nghệ An. Một trận đấu sẽ phải thi đấu mà không có khán giả cổ vũ tại vòng đấu thứ 20. Hãy cùng xem lại pha ghi bàn của Diogo. Duy Mạnh và thủ môn Văn Công phối hợp không tốt. Diogo vượt qua cả hai, ghi bàn vào lưới trống. 1-0 cho cầu thủ Nam Định. Bàn thắng tạo ra một không khí cực kỳ sôi động tại khu khán đài B của sân Đoàn đấy, nơi có các cổ động viên Nam Định. Nhưng mọi thứ vẫn đang ở phía trước. Còn khá nhiều thời gian và sức ép đối với Nam Định là điều đã được dự đoán từ trước. Người sẽ thực hiện quả đá phạt góc cho đội chủ nhà là Thành Lương. Thành Lương, Minh Tuấn, đường chuyền nhanh lên phía trên là cơ hội dành cho Vũ Thế Vương. Vũ Thế Vương vẫn đang là cầu thủ Nam Định. Vũ Thế Vương, cơ hội vào, 2-0 cho các cầu thủ Nam Định. Bàn thắng thứ hai của Vũ Thế Vương tại V-League năm nay. Pha xử lý kỹ thuật và cực kỳ tự tin, cực kỳ tự tin. Quật bóng loại bỏ Đình Trọng và sau đó là cú đá rất kỹ thuật vào phía góc xa, đánh bại thủ môn Văn Công. 2-0 cho đội cuối bảng. Họ đang tạo ra một bất ngờ cực lớn trên sân vận động Hoàng Đẫy. 2-0 sau 20 phút thi đấu của hiệp hai. Thẻ vàng cho Vũ Thế Vương khi anh cởi áo ăn mừng bàn thắng vừa rồi, nhưng có thể hiểu được cảm xúc bùng nổ sau khi mà cầu thủ có chiều cao khiêm tốn nhất của V-League năm nay có một pha làm bàn đẹp mắt đến như vậy. Hãy cùng xem lại pha xử lý này của Vũ Thế Vương. Bàn thắng thứ hai liên tiếp sau hai vòng đấu. Bây giờ thì Nam Định đang dẫn câu lạc bộ Hà Nội với tỷ số 2-0. Chúng ta sẽ cùng xem lại tình huống này. Cú bấm bóng cực kỳ kỹ thuật, đánh bại hoàn toàn thủ môn Văn Công, người không thể có một phản xạ nào cả. Diogo, thêm một người nữa. Diogo, 3-0, 3-0 rồi, 3-0 cho cầu thủ Nam Định. Hai bàn thắng trong vòng 3 phút, 3-0. Không thể tin được kết quả này của cầu thủ Nam Định. 3-0, họ đang dẫn trước đội đầu bảng. Hai bàn thắng liên tiếp. Vũ Thế Vương và bây giờ là Diogo hoàn tất cú đúp. Tỷ số là 3-0. Và không hiểu là khu vực khán đài của cổ động viên Nam Định đang có một bầu không khí nóng như thế nào. 3-0, một con địa chấn trên sân vận động Hoàng Đẫy, sân bóng của đội chủ nhà, đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng có số điểm là 47 điểm, số lượng bàn thắng nhiều gấp đôi so với các cầu thủ Nam Định cho tới điểm này. Nhưng đây là những đợt tấn công quá sắc bén của các cầu thủ Nam Định. Cú sút của Diogo, 3-0 cho các cầu thủ Nam Định. 3-0 khi mà hiệp 2 đã trôi qua được một nửa thời gian. Hùng Dũng đánh đầu, chưa có bàn thắng cho đội chủ nhà. Pha đánh đầu của đội trưởng Văn Quyết. Hùng Dũng, Thành Lương, không có gì là khó khăn với Nguyễn Quốc Thiện ECL. Thành
Đội bóng đã ghi được tới 53 bàn thắng, trong đó có 6 bàn thắng chỉ cách đây một tuần trên sân đấy, và hôm nay đang bế tắc toàn tập trước các cầu thủ Nam Định. Sĩ Minh, khả năng cầm nhịp của Sĩ Minh trong những phút còn lại là cực kỳ quan trọng với thành tích chung cuộc của Nam Định khi họ đang dẫn 3-0 trước đối thủ. Rồi! Pha to xuống của Minh Tuấn. Phút thứ 75 rồi. 3-0 đang là kết quả mà Nam Định sở hữu trên sân Vận động Hàng Đẫy. Trên sân thì Minh Tuấn đang bị đau sau pha va chạm với thủ môn Văn Công. Khuôn mặt thẫn thờ của các thành viên ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội. Văn Quyết thôi! Không vào! Sự xuất sắc của thủ môn Nguyễn Quốc Thế Lê một lần nữa giúp cho khung thành của Nam Định đứng vững. Đây là cơ hội rõ rệt nhất của đội chủ nhà trong hiệp 2 này. Đây đã là phút thứ 81. Tỷ số đang là 3-0 nhưng về phía cầu thủ Nam Định. Sút bóng rất nguy hiểm. 1-3 cho cầu thủ câu lạc bộ Hà Nội. Bàn thắng đầu tiên dành cho đội chủ nhà. Và dứt điểm bóng sống tốt của Quang Hải. Cách biệt bây giờ là 2 bàn. Cả 4 bàn thắng đã xuất hiện trên sân Hàng Đẫy vào thời điểm này đều là những bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Bàn thắng thứ 8 của Quang Hải ở trong mùa giải năm nay. Hãy cùng xem lại pha lập công của Quang Hải. Tập vị trí và dứt điểm rất tốt khi mà thủ môn Nguyễn Quốc Thiện ECL phần nào đó đã bị che mắt. Đã vừa được xem lại góc máy từ phía sau khung thành. Hoàng Vũ Sam Sơn. Không được. Quả đá phạt 11m dành cho các cầu thủ chủ nhà. Kịch tính đang được đẩy lên cao trào. Hết sức kịch tính. Quả đá phạt 11m dành cho đội chủ nhà khi tỷ số đang là 3-1. Đây là pha đứng vào của Sam Sơn. Đó là một quyết định chính xác. Bóng chạm tay của Vũ Đức Nam. Hậu vệ được đưa vào sân với mục tiêu giữ vững thành quả của huấn viên Nguyễn Văn Sĩ. Cho tới thời điểm này đã có 4 bàn thắng được ghi trên sân Vận động Hàng Đẫy. Văn Quyết. Tỷ số được xuống hàng son 2-3 cho đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội. Đó là pha lập công thứ 5 của Văn Quyết ở mùa giải này. Sức ép với đội trưởng của câu lạc bộ Hà Nội. Anh đã từng một lần đá hỏng 11m trên sân Hàng Đẫy ở mùa giải này, đó là cuối đầu với câu lạc bộ Anh Gia Lai. Nhưng bây giờ thì những phút cuối trên sân Hàng Đẫy sẽ diễn ra cực kỳ căng thẳng. Tỷ số đang là 3-2 nghiêng về các cầu thủ Nam Định. Đội khách vừa lên dẫn trước 3-0, nhưng trong khoảng 10 phút thi đấu vừa qua thì đội chủ nhà câu lạc bộ Hà Nội đã có liên tiếp 2 bàn thắng của Quang Hải và Văn Quyết. Chúng ta sẽ cùng xem lại quả đá phạt 10m thành công của Văn Quyết. Bàn thắng thứ 5 của đội trưởng câu lạc bộ Hà Nội tại V-League. Không ít lần câu lạc bộ Hà Nội đã lội ngược dòng để giành lại điểm số trên sân Đồng Bằng đấy. Và bây giờ thì trận đấu đang có một thế trận vô cùng kịch tính ở những phút cuối. Minh Tuấn. Trương Văn Thái Quý. Duy Mạnh. Trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 19 đang diễn ra rất hay. 5 bàn thắng đã được ghi. Mạnh ơi, bảo hộ vào trong. Chào. Em chào. Không được. Sẽ có phạt góc.
Đá Văn Quyết đang vô cùng khẩn trương. Một quả đá phạt góc đã mang lại bàn thắng cho các cầu thủ Hà Nội ở trận đấu trên sân Thiên Trường. Đây là phút thứ 88. Rất nguy hiểm, 3-0. Tỷ số được xếp bằng 3-0 với pha lập công của Đoàn Văn Hậu. Đúng là không thể tin được với những diễn biến trên sân hàng đáy ngày hôm nay. 3-0. Một lần nữa, câu lạc bộ Hà Nội có bàn thắng vào lưới của Nam Định từ một tình huống đá phạt góc. Người ghi bàn là Đoàn Văn Hậu. Rất vất vả, tận dụng cơ hội tối đa, Nam Định vươn lên dẫn trước 3-0. Nhưng chỉ trong 10 phút thôi, câu lạc bộ Hà Nội đã có 3 bàn thắng liên tiếp để săn bằng tỷ số 3-0. Thêm một cơn mưa bàn thắng trên sân hàng đấy, chỉ trong vòng có một tuần nữa họ vượt qua câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 6-3. Và ngày hôm nay đã vượt qua muôn vàn khó khăn để có 3 bàn thắng săn bằng tỷ số cho tới thời điểm này. Tỷ số là 3-0. Rõ ràng là vô cùng kịch tính và rất đáng xem trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 19. Phút 90, tỷ số đang là 3-0. Cách đây một tuần, ông Đỗ Quang Hiền đã không hài lòng với sự mất tập trung của hàng phòng ngự câu lạc bộ Hà Nội để cho Thành phố Hồ Chí Minh có những bàn thắng dễ dàng ở cuối trận. Không hiểu suy nghĩ của ông ngày hôm nay sẽ là như thế nào khi mà câu lạc bộ bóng đá Hà Nội để thua trước 3 bàn, nhưng cũng đã kịp thời lấy lại mọi thứ trong khoảng 15 phút cuối trận. Hoàng Vũ Sam Sơn, dứt điểm, không vào. Nếu như vừa rồi là bàn thắng của Hoàng Vũ Sam Sơn thì đó xứng đáng là cuộc lội ngược dòng ấn tượng nhất kể từ đầu giải. Trận đấu đã kết thúc, một điểm dành cho mỗi đội. Cơn mưa bàn thắng trên sân bóng đấy, tỷ số cuối cùng là 3-0. Mỗi đội có một điểm. Nam Định thi đấu xuất sắc vươn lên dẫn trước 3-0. Nhưng không thể phủ nhận những nỗ lực của các cầu thủ đầu bảng. Họ đã chứng tỏ được khả năng của mình khi có được 3 bàn thắng liên tiếp trong 15 phút cuối trận để có được một điểm. Một trận đấu kịch tính hấp dẫn từ trên sân cỏ tới trên khán đài. Một trận cầu mãn nhãn với các cổ động viên. Rất xứng đáng những trận đấu muộn nhất ở vòng đấu thứ 19 này. Có thể hiểu được phản ứng và tâm lý của các cầu thủ Nam Định sau khi mà họ để mất đi chiến thắng với sự bực bội của thủ môn Nguyễn Quốc Thiện SLA. 6 bàn thắng được ghi trong hiệp 2. Tỷ số cuối cùng là 3-0. Quý vị và các bạn thân mến, buổi tường thuật trận đấu giữa hai câu lạc bộ Hà Nội và Nam Định của chúng tôi xin được phép khép lại tại đây. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Next Sport, nước đồng hành cùng thể thao Việt Nam trên khắp mọi chặng đường.